Sao mày biết? Bông cỏ hả? Mắc kiến rồi. Bữa nay vô ba cái cơm này Nguyệt vô mấy cái túi. Còn cái này để đỡ để chở tập. Cái này củ cải hay gì vậy? Hả? À, cà bắp cải hả? Bữa nay là chủ nhật nè bà con, làm chuyến chủ nhật là tới thứ mấy, thứ tư lần đó hả? Thứ tư hay thứ năm? Thứ tư thứ năm làm hai chuyến nữa, là cái đó là phần bên thiện duyên, là nhằm 29-30 á, là thứ tư thứ năm, thứ sáu nghỉ, thứ bảy chủ nhật tới nữa là liên tiếp. Yến xào cũng có cho nữa, mà cho bánh cũng ngày 29-30 mà cho bánh canh với cháo. Nấy cái đó hơi lộn xộn chút à, chắc nó vô vô bịch, nó vô bịch ni lông. Chưa có liên hệ xin chợ phát xong rồi tính. Thứ tư còn tới mấy ngày nữa, 13 ngày nữa. Gì đen đen vậy? Sao có đen có trắng? Hai thứ hả? Con để này hơi nhiều quá. Bên kia có đầu đũa nữa kìa. Một chút nữa có nhiều bóp ấy lại để vừa vừa ra có đầu đũa nữa. Cơm thì nhà trọ Vĩnh Phước, quần áo là của mấy chị em ở Long Xuyên, với Long Xuyên có cho hình như hai ba thùng tập viết nữa. À, rồi cô thơ cho mớ tập viết nữa, nhưng mà trong đó nhà nó cắn cái gì bánh chành hết vậy nè, cái con quỷ này.
chuột gì, cái này có mấy con chó mình nó chứ chuột ở đâu cắn qua cái này. Không, để trên kia kìa, trên cái võng á. Cái này là tập dưới viết bút chì gom thước. Cái này của cô thơ hỗ trợ. Bây giờ chuẩn bị đi phát. Bữa nay đi phát bên Anh Tức cái này tập nè. Đồ dân phòng phẩm. Đó, được cô đó tài trợ đó nha bà con. Còn cái này là cơm, còn cái kia là quần áo của mấy chị em ở Long Xuyên cho. Như ở Long Xuyên cũng cho mới tập nữa. Mà hôm qua đồ nhiều quá, thành thử ra không có chở được nhiều. À, cho mấy đứa ở trong đó cũng không được bao nhiêu. Giờ con ra đó Thư. Vẹo 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 trái. Vẹo trái qua cầu. Trời mưa lốc phất. Tính chạy theo đường núi để cho I'm not.